Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hợp tác liên kết phát triển doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ 13. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sắp ra mắt ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn. Vĩnh Phúc phát động khắc phục ô nhiễm khu dân cư. Lơ là quản lý các dự án giao rừng cho doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 7 2020-2025 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất với sự tham dự của 300 đại biểu là điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của tỉnh. Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã trao huân chương độc lập hạng nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Bình vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc và trao tặng học bổng trị giá 500 triệu đồng cho học sinh chăm ngoan vượt khó học giỏi. Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, tỉnh Thái Bình cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa hiếu học, yêu nước, cách mạng, ra sức vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Bác Hồ trong các lĩnh vực, trong mọi nhiệm vụ. Đồng thời chú trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phấn đấu xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Tại Diễn đàn Hợp tác Liên kết và Phát triển Doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ 13 năm 2020, tổ chức tại tỉnh Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh vị trí vai trò quan trọng của doanh nghiệp đối với nền kinh tế Việt Nam. Trước những khó khăn của các doanh nghiệp hiện nay, Chính phủ đã triển khai 3 chương trình lớn nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp phát triển còn chậm về số lượng và chất lượng, gặp khó khăn trong liên kết, kết nối với các thị trường nước ngoài. Với chủ đề tăng cường liên kết, chiến thắng COVID-19, hoàn thành mục tiêu kép để phát triển, Diễn đàn đã ghi nhận nhiều ý kiến tham luận thiết thực, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến lĩnh vực hoạt động mỗi doanh nghiệp. Các đại biểu đã thông qua nội dung và ký giao kết nghị quyết của diễn đàn lần này. Vào tháng 10 năm ngoái, Hà Nội đã chính thức trở thành thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trong hoạt động này, đồng thời hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội. Mới đây, hội thảo tham vấn cấp cao sáng kiến Hà Nội thành phố sáng tạo đã diễn ra với sự tham dự của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Trước khi chính thức trở thành thành viên của mạng lưới thành phố sáng tạo, Hà Nội đã lựa chọn lĩnh vực thiết kế sáng tạo để xây dựng hồ sơ để trình lên UNESCO xét ghi danh. Cùng với Hà Nội, hiện có 3 thành phố khác trên toàn cầu cùng lựa chọn lĩnh vực này là thủ đô Berlin của Đức, thành phố Thượng Hải của Trung Quốc và Singapore. Phát biểu tại hội thảo tham vấn sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng Hà Nội là thành phố của sự tương phản đầy sinh động, đan quyện giữa dòng chảy của quá khứ và hiện đại. Đây là điều kiện lý tưởng để giúp Hà Nội trở thành một thành phố toàn cầu về sáng tạo và đổi mới, cũng như một trung tâm văn hóa quan trọng. Với mục tiêu định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội trở thành thành phố xanh, hiện đại và là thành phố kết nối toàn cầu và có sức cạnh tranh quốc tế, thì nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa chính là nguồn sức mạnh nội sinh để xây dựng và phát triển thủ đô. Tham luận tại hội thảo, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước cũng cho rằng Hà Nội hiện đang có nhiều dự án tái tạo đô thị như khu công nghệ cao Hòa Lạc, khu đô thị thông minh Đông Anh, trung tâm triển lãm quốc gia, quận nghệ thuật Hà Nội, v.v. cùng nhiều dự án văn hóa nghệ thuật khác song hành. Những dự án này được kỳ vọng sẽ giúp nâng tầm ảnh hưởng và danh tiếng của Hà Nội, đồng thời đưa hồ sơ Hà Nội thành phố sáng tạo về thiết kế của UNESCO đi sâu thêm một bước. Từ ngày 5 tháng 10, tàu khách Hà Nội - Hải Phòng sẽ chạy trở lại 3 đôi tàu trên một ngày sau khi dịch COVID-19 đợt 2 được kiểm soát, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể, hàng ngày xuất phát Hà Nội có 3 chuyến tàu vào lúc 9 giờ 17 phút, 15 giờ 20 phút và 18 giờ 15 phút. Chiều ngược lại, hàng ngày xuất phát tại Hải Phòng có 3 chuyến tàu lúc 6 giờ 10 phút, 9 giờ 5 phút và 15 giờ. Tuy nhiên, chỉ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, lễ Tết, các tàu mới được xuất phát hoặc kết thúc hành trình tại ga Hà Nội. Ngoài ra, ngành đường sắt còn tổ chức chạy thêm đôi tàu HP1, HP2 vào dịp cuối tuần. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải rút ngắn thời gian đóng cửa cảng hàng không quốc tế Nội Bài phục vụ thi công cải tạo, nâng cấp đường băng, đường lăn. Theo Cục Hàng không Việt Nam, do tần suất tăng cao trong khi năng lực khai thác của cảng hàng không quốc tế Nội Bài chỉ đảm bảo tối đa 25 lượt chuyến trên một giờ, hiện tại tình trạng chậm chuyến tại cảng tăng, đặc biệt là vào giờ cao điểm từ 12 đến 13 giờ hàng ngày.
Trong khi đó, hoạt động thi công bê tông xi măng đường cất hạ cánh đang đảm bảo tiến độ đề ra. Vì vậy, để có thể giãn cách các chuyến bay trong các khung giờ, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải rút ngắn thời gian đóng cửa cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Cụ thể, thay vì đóng cửa từ 0 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút hàng ngày, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị mở cửa sớm hơn nửa tiếng, chỉ đóng cửa từ 0 giờ 30 phút đến 6 giờ. Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ứng dụng Việt Nam An toàn sẽ ra mắt trong đầu tháng 10. Ứng dụng này được Tổng cục Du lịch kết hợp Vietsense nghiên cứu thực hiện, tích hợp đầy đủ tính năng nhằm phục vụ yêu cầu của du khách, đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch và cơ quan quản lý nhà nước. Người dùng khi sử dụng có thể tra cứu mức độ an toàn tại điểm sắp đến, xem bản đồ số để biết mức độ cảnh báo an toàn, lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, điểm vui chơi và cập nhật thông tin mới nhất về điểm đến cũng như chính sách của ngành du lịch. Bộ Tài chính đề xuất tăng mức đền bù của bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc lên 150 triệu đồng một vụ về một người bị tai nạn. Đây là nội dung tại dự thảo thông tư quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến. Như vậy, mức đền bù thiệt hại 150 triệu đồng một người trong một vụ tai nạn đã tăng 50 triệu so với thông tư hiện hành. Mức đền bù thiệt hại về tài sản vẫn được giữ nguyên. Cụ thể, đối với trường hợp thiệt hại tài sản do mô tô 2 bánh, mô tô 3 bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự gây ra, mức đền bù là 50 triệu đồng một vụ tai nạn. Còn mức đền bù thiệt hại tài sản do ô tô, máy kéo, rơ móc, semi rơ móc được kéo bởi ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng gây ra là 100 triệu đồng một vụ. Bộ Tài chính cũng giữ nguyên biểu phí bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc của chủ xe cơ giới hàng năm. Trong dự thảo này, Bộ bổ sung biểu phí tham gia bảo hiểm cho xe máy điện là 55.000 đồng, chưa gồm VAT. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng đầu năm cả nước xảy ra hơn 2.500 vụ cháy. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra đã được kéo giảm. Đây là kết quả đáng ghi nhận. Mời quý vị và các bạn theo dõi những con số tổng hợp tình hình phòng chống cháy nổ trong thời gian qua, cũng như những cống hiến của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Trong 2.530 vụ cháy, có 2.224 vụ cháy nhà dân, cơ sở và phương tiện giao thông, 306 vụ cháy rừng, 28 vụ nổ. So sánh với cùng kỳ năm trước, số vụ và các thiệt hại về người và tài sản đều giảm. Đó là kết quả của quá trình tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, các lớp tập huấn cho người dân xử lý tình huống khi xảy ra cháy nổ như thế này diễn ra thường xuyên. Mọi người đi đông lắm, chúng ta có những cái thực hành, rồi có những cái mà vận động mọi người là thi đua để thực hiện và sử dụng những cái phương tiện để phòng cháy chữa cháy đó. Ngoài công tác tuyên truyền, hướng dẫn, việc kiểm tra xử lý các cơ sở vi phạm cũng tiếp tục được duy trì. Qua đó đã tạm đình chỉ 284 trường hợp, đình chỉ hoạt động hơn 250 cơ sở có vi phạm phòng cháy chữa cháy trên cả nước. Thế nhưng cũng có những cơ sở đã bị tạm đình chỉ vẫn bất chấp hoạt động. Hậu quả đã xảy ra những vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản, như vụ cháy tại kho hóa chất ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Rất nhiều cơ sở vi phạm là thẩm duyệt rất đúng, nhưng mà khi triển khai thực hiện thì lại không đúng. Bỏ bớt chỗ này, bỏ bớt chỗ kia vì cái kinh phí. Đấy là hoặc là làm sai nữa, rồi rất nhiều vi phạm trong các cơ sở là sai về giấy phép xây dựng. Đó vậy mà cũng rất là sức ép cho lực lượng phòng cháy cháy. Chúng ta phải kịp thời phát hiện, lẽ ra anh phải ngừng, nhưng mà anh vẫn hoạt động. Thì lúc đó chúng ta phải sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy và cấp ủy chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện ra cái hành vi tiếp tục vi phạm như vậy. Và khi phát hiện như vậy rồi thì chúng ta phải kiên quyết xử lý cách triệt để. Ngoài ra, cháy rừng cũng tiếp tục là một vấn nạn nhức nhối trong năm. Điển hình là vụ cháy hơn 100 hectare hồi tháng 6 vừa qua ở các huyện thuộc Hà Tĩnh và Nghệ An, mà nguyên nhân chính là do hành vi bất cẩn của người dân. Bởi vậy, việc nâng cao nhận thức của người dân đối với phòng chống cháy nổ vẫn cần được đặc biệt tăng cường. Sau khi Hồ Thủy Điện Hòa Bình xả đáy cửa thứ hai để xả lũ, từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 4 tháng 10, nhiều lồng cá trên sông Đà thuộc địa bàn hai xã Thạch Đồng và Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy bắt đầu xuất hiện hiện tượng cá chết. Hơn 20 lồng cá bị thiệt hại, trong đó có 6 lồng mất trắng, chủ yếu là cá lăng.
Lượng cá chết đến thời điểm tối cùng ngày khoảng trên 10 tấn. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy đã chỉ đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với chính quyền hai xã cũng như các hộ nuôi cá tiến hành kiểm tra nắm bắt tình hình để có các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư. Ở các làng quê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xuất hiện những con đường bích họa, đường hoa cây xanh góp phần mang lại diện mạo mới cho làng quê và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Từ khi bà con thôn quyết tiến chung tay cải tạo hệ thống cống rãnh, trên các con đường trong thôn đã không còn mùi hôi thối, đường xá phong quang, sạch sẽ, trẻ con thoải mái vui chơi, nô đùa. Rãnh thoát nước trong thôn được cống hóa, có đường điện chiếu sáng, đường làng sạch sẽ, người dân đi lại thuận lợi, môi trường xanh sạch hơn. Xóm tôi là từ lúc làm rồi bây giờ nó quá sạch sẽ đấy. Người vệ sinh các cháu nó đi lại này. Thôi thì chiều cũng nó ra chơi đây học hành, nó về nó ra chơi đông lắm, vui lắm. Thực hiện nghị quyết của tỉnh Vĩnh Phúc về xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Trước khi làm, chính quyền xã Trấn Hưng đã tổ chức họp dân để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chương trình, công khai, minh bạch các khoản đóng góp cũng như cơ chế hỗ trợ của nhà nước để người dân hiểu và đồng tình ủng hộ. Hiện nay là trên địa bàn thôn nội có đăng ký 10 ngõ, thì ngõ này là ngõ thứ 8, thì đã triển khai làm sang ngõ thứ 8 và ngõ thứ 9 thì làm xong. Ngõ thứ 10 đó thì mùng 2 mới triển khai, thì thực hiện cái chủ trương này được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến nay trên địa bàn xã Trấn Hưng đã có gần 10 km cống rãnh thoát nước thải được cải tạo xây mới, đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp hơn, không còn mùi xú uế bốc lên từ cống rãnh lộ thiên như trước. Với phương châm nhà nước hỗ trợ 100% nguyên vật liệu, người dân giám sát góp ngày công hoặc góp kinh phí thuê nhân công xây dựng, chỉ sau hơn một năm, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã cống hóa được hơn 534 km rãnh thoát nước, góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống của người dân tại các khu dân cư vùng nông thôn. Bộ Y tế đã ban hành chỉ thị số 21 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, chỉ thị yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại đơn vị, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà đến thăm, chăm sóc phải thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh. Có hình thức phân luồng ưu tiên đối với người đến khám, điều trị thực hiện việc cài đặt và bật ứng dụng truy vết. Để nâng cao nhận thức của người dân và trách nhiệm cộng đồng đối với phòng chống bệnh dại, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã lập đội bắt chó thả rông tại 14 phường. Chó thả rông bị bắt sẽ được mang về trụ sở Ủy ban Nhân dân phường. Sau 48 giờ lưu giữ, nếu không có chủ đến nhận, sẽ bàn giao cho Trung tâm Động vật Hà Nội hoặc Học viện Nông nghiệp. Bên cạnh đó, quận Ba Đình yêu cầu chủ vật nuôi ký cam kết nuôi nhốt hoặc xích, giữ chó trong khuôn viên gia đình, chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để chó mèo nuôi cắn người. Trong những năm gần đây, hiện trạng các cánh rừng giao cho doanh nghiệp để xảy ra hiện tượng phá rừng, lấn chiếm đất đang trở nên nhức nhối. Nhiều doanh nghiệp đã lên tiếng kêu cứu khi tự mình không bảo vệ nổi rừng. Trong khi đó, các cơ quan chức năng địa phương lại chưa có những biện pháp tương xứng để ngăn chặn tình trạng này. Đây là cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước ở xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Từ năm 2008, cơ sở này được tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư để làm dự án chăn nuôi, trồng rừng và nuôi dưỡng trẻ em bị nhiễm chất độc hóa học và tạo việc làm cho các cháu lớn đã phục hồi. Cơ sở được giao hơn 107 hectare đất rừng, trong đó có gần 99 hectare thông 8 năm tuổi. Tuy nhiên, từ nhiều tháng nay, cơ sở này đã không còn hoạt động. Tôi em đây ông chú ở trong nhà cho mấy bữa thôi, chứ có đã lương bổng gì đâu, thì gọi ông đi do công việc không thì lúc nào về thì về thôi. Từ khi đi vào hoạt động, cơ sở Thiên Phước đã phối hợp với chính quyền địa phương, quản lý và bảo vệ rừng rất tốt. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, rừng của cơ sở Thiên Phước liên tục bị một số hộ dân vào phá và lấn chiếm, mất tới gần 35 hectare. Thậm chí có đối tượng còn đưa cả xe múc vào phá hàng nghìn mét vuông rừng. Lực lượng kiểm lâm địa phương đã xác định được đối tượng, lập hồ sơ, chuyển cho công an huyện đề nghị khởi tố. Nên trong cái thời gian ban đầu cái việc mà thực hiện công tác quản lý với bảo vệ rừng thì nó cũng rất là ổn định, nhưng mà sau một cái thời gian dài thì nó xảy ra cái tình trạng là công ty Thiên Phước là không có cái lực lượng quản lý bảo vệ rừng
trên cái khu vực của mình, cho nên là xảy ra cái tình trạng bị người dân là chặt phá. Hạt kiểm lâm huyện Đức Trọng cho biết, không riêng gì những cánh rừng của cơ sở Thiên Phước, 3 năm qua có hàng chục vụ việc được cơ quan kiểm lâm lập biên bản, lập hồ sơ và báo cáo lên chính quyền địa phương. Một số vụ việc có dấu hiệu phạm tội đã được chuyển lên cơ quan điều tra và đề nghị khởi tố vụ việc. Tuy nhiên đến nay, kiểm lâm cũng vẫn chưa nhận được hồi đáp từ cơ quan công an. Cái tài sản này là cái tài sản của cái công ty Thiên Phước, cho nên là cái tài sản này tài sản họ mua. Cho nên là cái việc mà để xử lý cho cái tài sản này cũng rất là khó. Nó chỉ là khi mà xảy ra cái vụ việc này, nó nằm trong cái dạng là hủy hoại tài sản. Cái tài sản của cá nhân hủy hoại tài sản này, đó thì nó lại không là tạo ra cái tài sản này không phải tài sản của nhà nước, cho nên cũng rất là khó khăn trong việc xử lý. Đối với lại cái nội dung này thì theo thông tin thì hạt kiểm lâm cũng đã có lập biên bản tiến hành là chuyển cho các cái cơ quan có thẩm quyền để tiến hành rà soát giải quyết theo quy định. Tuy nhiên thì theo thông tin của đến hiện nay thì cái việc này chưa có, thì chắc là đối với lại địa phương thì chúng tôi sẽ có cái rà soát bám sát lại, và sẽ có, nếu như trong trường hợp đủ điều kiện để xem xét xử lý thì chúng tôi sẽ có cái chỉ đạo để mà xử lý theo quy định của pháp luật. Theo kết luận thanh tra ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác định, công tác quản lý và bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện Đức Trọng trong thời gian qua hiệu quả chưa cao. Tại thời điểm thanh tra, còn 45 vụ vi phạm xác định được đối tượng vi phạm đã được lập biên bản nhưng chưa được xử lý kịp thời. Trong 20 doanh nghiệp thuê đất để thực hiện dự án, có tới 677,56 ha rừng bị phá, 296 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Phải chăng hậu quả này có một nguyên nhân từ sự dễ dãi, nhân nhượng của các cơ quan chức năng đối với các đối tượng phá rừng trong suốt nhiều năm qua? Cuộc sống hiện đại có nhiều thiết bị nhà bếp thông minh để hỗ trợ việc nấu nướng. Việc bỏ một chút thời gian để tự mình đi chợ, mua thực phẩm tươi ngon và an toàn mà mình thích về tự tay chế biến những món ăn để cả gia đình và bạn bè thưởng thức. Đây đang trở thành xu thế mới của các phụ nữ hiện đại khi mà việc kiểm soát an toàn thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Chị Ngọc Linh là một nhân viên văn phòng năng động. Thú vui của chị là cứ mỗi khi cuối tuần hay các dịp nghỉ, chị thường mời bạn về nhà rồi tự tay làm những món ăn cho bạn bè cùng thưởng thức. Cũng giống với rất nhiều bạn trẻ khác, chị không thích đồ ăn có nhiều dầu mỡ. Chính vì thế, nồi chiên không dầu đang là thiết bị gia dụng được chị, cũng như rất nhiều chị em phụ nữ khác lựa chọn. Không chỉ nấu nướng nhanh chóng mà nó còn đảm bảo cho sức khỏe. Chúng tôi cũng thường thích những cái món liên quan đến đồ chiên nướng ấy, nhưng mà cũng không muốn ra ngoài hàng, bởi vì là ngoài hàng thì rất là nhiều dầu mỡ và mình cũng không biết được cái chất lượng thực phẩm. Thì chúng tôi thường sử dụng cái nồi chiên để mà có thể nướng được những cái món như là khoai tây hay là sườn nướng, thịt cá thì rất là ưng ý và có thể có thời gian với nhau hơn. Tự mình cùng bạn bè được nấu ăn sẽ vui vẻ, không khí nó ấm cúng hơn là ra ngoài. Ăn đồ ăn ở ngoài thì nó không đảm bảo, và thực phẩm thì nó nhiều dầu mỡ, nhiều đồ chiên xào. Và độ tuổi của chúng tôi thì bây giờ hay bị mỡ máu và những cái bệnh tuổi già, tuổi tiểu đường, thì nếu ăn ở nhà thì nó sẽ đảm bảo sức khỏe hơn. Nồi chiên không dầu làm chín thực phẩm bằng cách đốt nóng thanh nhiệt, sau đó bộ phận quạt dưới khay chiên thổi khí nóng luân chuyển đều khắp bề mặt thực phẩm, giúp thức ăn chín nhanh trong 15 đến 30 phút mà không cần dùng đến dầu mỡ. Hoặc chỉ cần dùng một thìa dầu bôi bên ngoài đồ ăn, có thể cho ra thành phẩm có màu sắc, hương vị tương tự như khi rán ngập cả chảo dầu. Với nguyên lý hoạt động khá đơn giản, nên khi sử dụng nồi, người dùng chỉ cần ướp gia vị sao cho phù hợp với khẩu vị với mọi người. Sau đó cho thức ăn vào nồi, đậy nắp kín lại, chọn nhiệt độ phù hợp và hẹn giờ cho món ăn. Trong thời gian nướng, chị Linh sẽ được rảnh tay và làm thêm nhiều việc khác. Việc mỗi gia đình sử dụng một nồi chiên không dầu là khá dễ dàng, vì như nồi chiên không dầu mà chị Linh sử dụng là nồi chiên Kalai Q10 có dung tích 10 lít. Được thiết kế tinh tế với màn hình cảm ứng LCD với 10 chức năng điều khiển, được set up sẵn 10 chức năng chuyên sâu. Chỉ bằng một vài thao tác đơn giản là đã có thể tạo ra rất nhiều món ăn hấp dẫn như chiên khoai tây, nướng thịt, nướng cá, nướng tôm, nướng pizza, nướng đùi gà, nướng bánh, nướng gà quay nguyên con, sấy hoa quả, giã đông thực phẩm. Việc sử dụng các thiết bị gia dụng thông minh khiến cho người nội trợ trở nên an tâm và thảnh thơi hơn, có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân cũng như bạn bè và gia đình hơn. Đây chính là xu thế tiêu dùng mới cho những người nội trợ hiện đại.
Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.